đầu tiên cho phép em người dẫn chương trình trong phần văn nghệ ngày hôm nay được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, để không khí khai giảng thêm tưng bừng và trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sau đây xin mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do thầy và trò nhà trường biểu diễn. Chương trình văn nghệ gồm có các tiết mục: 1. Tốp ca hát múa tự hào người giáo viên nhân dân, sáng tác Xuân Hòa; 2. Hát đi học xa, sáng tác Hoàng Mai Lộc; 3. Múa cò lả, dân ca quan họ, biên đạo Minh Thư; 4. Hát nghề giáo tôi yêu, sáng tác Bùi Anh Tú; 5. Hát múa chào năm học mới, sáng tác Phạm Hải Đăng. Xin mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng thưởng thức.
đóng đèn vào. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để bắt đầu chương trình buổi lễ, tôi mời các học sinh thuộc khối lớp 6 và lớp 10 chúng ta cùng đứng dậy. Vâng. Các em phía dưới chúng ta chỉnh đốn lại trang phục. Trước mắt quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh là 60 em học sinh thuộc khối lớp 6 và 35 em học sinh thuộc khối lớp 10. Vừa qua, các em đã vượt qua cuộc tuyển chọn vô cùng gắt gao để ngày hôm nay trở thành những thành viên chính thức của mái nhà chung trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Việt Tri Lăng. Chúng ta hãy cùng tin tưởng rằng với sự dạy dỗ tận tình, nhiệt huyết của các thầy giáo, cô giáo, sự chăm sóc tận tâm, chu đáo của các cô chú nhân viên trong trường, các em học sinh sẽ sớm hòa nhập vào mái nhà chung nội trú Tri Lăng. Chúc cho các em bền tâm vững chí, chân cứng đá mềm, nỗ lực cao trong học tập và rèn luyện, gặt hái được nhiều thành tích, phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô cũng như sự kỳ vọng của gia đình và các cấp lãnh đạo. Một lần nữa xin nồng nhiệt chào đón các em. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng toàn thể các học sinh chúng ta đứng dậy để chuẩn bị thực hiện nghi thức chào cờ. Cùng các đồng chí là cán bộ quản lý, công nhân viên nhà trường,
và 334 học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú đã có mặt tham dự buổi lễ đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành sự quan tâm cho sự nghiệp giáo dục chung của cả nước. Nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã gửi thư động viên, chúc mừng, căn dặn các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh. Ngay sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Đông Đình Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, sẽ lên đọc thư của Chủ tịch nước. Trân trọng kính mời thầy. Sau đây xin được thay mặt cho ban tổ chức chương trình lễ khai giảng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025 Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2024. Thân ái gửi các thầy, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các học sinh, sinh viên, học viên và các bác phụ huynh. Nhân dịp khai giảng học mới 2024-2025, tôi thân ái gửi tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bác phụ huynh những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ đã viết: non sông Việt Nam có thể có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các em. Cố Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc vào ngày 3/1/2018 như sau: hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo. Năm học 2023-2024, sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4/1/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nền giáo dục nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao tâm trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước. Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua, phấn đấu của thầy trò cả nước, cũng như sự nỗ lực, cố gắng của những quả và những kết quả của toàn ngành giáo dục, sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh trong thời gian qua. Năm học mới 2024-2025 là năm đầu tiên thực hiện kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Tôi mong rằng ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra, đó là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và của sự phát triển, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực tập tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Tô Lâm, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cao quý của mình. Tôn vinh các bậc phụ huynh vì tương lai của con em chúng ta phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục. Tôi đề nghị các ban bộ ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng các quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn để các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập trong một môi trường lành mạnh và đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện thành công công cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trên đây là toàn bộ nội dung thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, giáo viên, viên theo chương trình lắng nghe. Xin chúc sức khỏe các đại biểu, khách quý, các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các học sinh. Chúc cho trường chúng ta sang năm học mới 2024-2025 đạt được thật nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và trung học phổ thông huyện Chi Lăng hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của cả nước tổ chức ngày khai giảng năm học mới 2024-2025. Thay mặt cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh đến dự lễ khai giảng với thầy và trò nhà trường trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, năm học 2023-2024, thầy và trò nhà trường đã cố gắng nỗ lực không ngừng và đạt được một số thành tích đáng kể. Chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường được ổn định, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 97,9%, trong đó xếp loại giỏi tốt đạt 35%, xếp loại hạnh kiểm, rèn luyện khá tốt đạt 100%, tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, có một học sinh đạt điểm 10 môn địa lý, có 17 trên 20 học sinh có nguyện vọng đỗ vào trường đại học, các học sinh còn lại đi học nghề, học tiếng để đi lao động xuất khẩu. Học sinh tham gia các kỳ thi hội thi cấp tỉnh, cấp huyện đạt nhiều giải cao. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cấp huyện, lớp 8, lớp 9 đạt 28 giải. Trong đó có 4 giải nhì, 5 giải ba và 19 giải khuyến khích. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đối với lớp 9, cấp trung học cơ sở đạt 10 giải, trong đó 1 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích. Đối với cấp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi lớp 10, 1 và lớp 12 đạt 22 giải trên tổng số 90 học sinh cấp trung học phổ thông, trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba và 17 giải khuyến khích. Tham gia hội khỏe phù đồng cấp huyện, cấp tỉnh. Cấp huyện đạt 10 huy chương vàng, cấp tỉnh đạt 1 huy chương vàng,
một huy chương bạc và hai huy chương đồng, tham gia thi robotics cấp huyện, đạt hai giải ba, hai giải khuyến khích cấp tỉnh, đạt một giải khuyến khích thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đối với cấp trung học phổ thông, đạt giải ba, thi ngày hội khởi nghiệp cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích thi ngày hội tiếng Anh cấp tỉnh, đạt giải ba đồng đội. Và còn rất là nhiều các cái thành tích khác của nhà trường. Đặc biệt trong năm học thì công tác chăm sóc nuôi dưỡng các em học sinh được chú trọng, học sinh được đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm, được chăm sóc chu đáo, bảo đảm về an ninh trật tự trường học. Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động ngoại khóa được thực hiện rất là sôi nổi, đem lại cho các em những giờ phút vui vẻ, thoải mái, tạo động lực học tập. Và nhà trường thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhà trường phối hợp với công an huyện, với hội phụ nữ huyện, trung tâm y tế huyện tổ chức tuyên truyền kết hợp ngoại khóa với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả giáo dục cao. Đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động tuyên truyền và đạt được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Với sự nỗ lực, cố gắng, cuối năm học 2023-2024, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, có 7 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 8 cá nhân được giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen, 1 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, và có các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi được giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến, để đạt được những thành tích đó, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, sự phối kết hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, sự giúp đỡ tận tình của các đơn vị, các tổ chức đóng trên địa bàn huyện Chi Lăng, của khu phố và của hội cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó là nhờ sự đoàn kết, sức mạnh tập thể của hội đồng sư phạm nhà trường với đội ngũ các thầy cô giáo giỏi chuyên môn nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo, đầy trách nhiệm với đồng nghiệp và các em học sinh đã tạo sự đồng thuận lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Thay mặt cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn huyện, các bậc phụ huynh và nhân dân đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhà trường trong thời gian qua. Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh đã có nhiều cố gắng nỗ lực lớn trong công tác giảng dạy và học tập. Các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, bước vào năm học 2024-2025 là một năm học tất cả các khối lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12 thực hiện đổi mới và nhà trường được giao có một giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với lớp 9. Do vậy, thầy và trò nhà trường phải thực sự quyết tâm lớn, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của cấp trên vận dụng phù hợp vào thực tế của nhà trường. Thứ hai, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 chủ động, linh hoạt và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với tất cả các khối lớp. Thứ ba, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để được đạt được giải cao cấp tỉnh. Thứ tư, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm cụ thể, thiết thực, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thứ năm, tham mưu với cấp trên để tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Thứ sáu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, đặc biệt là ứng dụng AI. Thứ bảy, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, đặc biệt là xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc. Và thứ 8 là chuẩn bị tốt các điều kiện,
để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Chi Lăng sẽ phát huy những thành tích đã đạt được của những năm học trước để xây dựng một tập thể đoàn kết, thân ái, vững mạnh, đạt chất lượng tốt và ngày càng phát triển. Các em học sinh thân mến, học không phải để bố mẹ vui lòng, không phải để đối phó với các thầy cô, mà các em học để biết, để làm, để hòa nhập cộng đồng, để sau này có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Kiến thức như đại dương rộng lớn, chỉ cần các em đắm chìm, chắc chắn sẽ tìm thấy kho báu. Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học 2024-2025. Xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc năm học mới của trường chúng ta đạt thành tích cao. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn cô giáo Bùi Bích An với bài diễn văn khai giảng vừa rồi. Trong bài diễn văn khai giảng năm học 2024-2025, cô giáo Bùi Bích An, hiệu trưởng nhà trường đã khái quát lại những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học mới đã thực sự bắt đầu, dẫu biết rằng còn rất nhiều những khó khăn, song tập thể hội đồng sư phạm nhà trường và các học sinh sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, vượt khó, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Kính thưa quý vị đại biểu, trong năm học 2023-2024, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Chi Lăng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tiếp theo chương trình là phần khen thưởng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Văn Dũng, chủ tịch công đoàn nhà trường sẽ lên điều hành nội dung thi đua khen thưởng. Trân trọng kính mời thầy. Trong năm học 2023-2024, tập thể thầy và đoàn nhà trường đã đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể và các cá nhân của nhà trường đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được công bố các khen thưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định số 1384 ngày 10/8/2024, quyết định tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024. Nhà trường vinh dự có đồng chí Hà Thị Bình Chi được nhận bằng khen của Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Xin kính mời đồng chí di chuyển lên sân khấu. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Vĩnh An, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao bằng khen. Xin trọng kính mời đồng chí. Xin trọng cảm ơn. Về tập thể, trong năm học 2023-2024, nhà trường đã được Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn công nhận danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của tập thể nhà trường. Về khen thưởng cá nhân, tôi xin phép được công bố các khen thưởng. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn đã ban hành quyết định số 768
ngày 10 tháng 7 năm 2024 về việc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 7 đồng chí của nhà trường. Xin được chúc mừng các đồng chí có tên sau. 1. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Thế Tiến. 2. Xin được chúc mừng đồng chí Hà Thị Bình Chi. 3. Xin được chúc mừng đồng chí Dương Thúy Quỳnh. 4. Xin được chúc mừng đồng chí Vi Thị Hồng Nhung. 5. Xin được chúc mừng đồng chí Lương Thị Hương Ngài. 6. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Huyền. 7. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Văn Dũng. Sau đây xin kính mời các đồng chí có tên trên bước lên sân khấu. Thưa ủy quyền của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đàm Thúy Viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên trao giấy khen cho các đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Sơn đã ban hành quyết định số 796 ngày 10 tháng 7 năm 2024 về việc tặng giấy khen cho 8 đồng chí của nhà trường. Xin được chúc mừng các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Đàm Thúy Viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh. 3. Đồng chí Trần Thế Linh. 4. Đồng chí Vũ Thu Trâm. 5. Đồng chí Nguyễn Thu Trang. 6. Đồng chí Vi Thị Mai Hồng. 7. Đồng chí Hoàng Thị Minh Huệ. 8. Đồng chí Vi Thị Hồng Thơm. Xin kính mời đồng chí di chuyển lên sân khấu. Thưa ủy quyền của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nông Đình Thanh, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên trao thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2023-2024, nhà trường đã tham gia hội khỏe phù đồng các cấp, cấp huyện đạt 12 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, cấp tỉnh đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Để đạt được các thành tích đó, đồng chí Trần Tuấn Linh và đồng chí Lành Thị Nga đã đóng góp công sức rất lớn trong việc ôn luyện các học sinh đạt giải cao. Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời hai đồng chí bước lên sân khấu. Xin trọng kính mời đồng chí Lương Quỳnh Thanh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao thưởng cho các đồng chí. Kính mời đồng chí. Thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên các em xin thân mến, trong học vừa qua công đoàn nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Các cô đoàn viên đã tham gia tích cực hoạt động của công đoàn. Công đoàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã tặng giấy khen toàn diện cho đồng chí Vi Thu Hường và giấy khen giỏi việc trường làm việc nhà các đồng chí các thiết thực. Sau đây xin kính mời hai đồng chí bước lên sân khấu. Và ngành giáo dục đào tạo Lạng Sơn, ban tiếp xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Vĩnh An, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao thưởng. Xin trân trọng kính mời. Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhà trường đã ban hành quyết định số 06 ngày 26 tháng 6 năm 2024 về việc khen thưởng 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2023-2024 gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí Vũ Thu Trâm, ủy viên ban chấp hành công đoàn nhà trường; 2. Đồng chí Hồ Bích Ngọc, tổ trưởng tổ công đoàn tổ khoa học tự nhiên; 3. Đồng chí Linh Cánh Huyền, tổ trưởng tổ công đoàn tổ hành chính văn phòng; 4. Đồng chí Đoàn Thị Yến, đoàn viên công đoàn tổ khoa học xã hội. Xin kính mời các đồng chí di chuyển lên sân khấu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Vi Thu Hường, phó chủ tịch công đoàn cơ sở nhà trường lên trao thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2023-2024, các em học sinh của nhà trường luôn cố gắng học tập và rèn luyện, tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi và học kẻ phù đồng, và các kỳ thi đã đạt được những thành tích đáng được tuyên dương. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn đã ban hành quyết định số 568 ngày 21/5/2024 về việc tặng giấy khen cho các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Xin chúc mừng em Nông Thị Hồng Nhung, lớp 11A, giải nhì môn văn. Xin chúc mừng em Hương Thí Bền, lớp 10A, đạt giải nhì môn địa lý. Xin chúc mừng em Tô Thị Hoài Anh, lớp 10A, đạt giải ba môn văn. Xin chúc mừng em Ngô Thanh Vân, lớp 11A, đạt giải ba môn văn. Xin chúc mừng em Nguyễn Hải Quỳnh, lớp 11A, đạt giải ba môn văn. Xin mời các em di chuyển lên sân khấu. Thời quyền của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Minh An, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao thưởng các em học sinh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cảm ơn đồng chí Bùi Minh An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng đã ban hành quyết định số 2713 ngày 28/6/2024 về việc khen thưởng cho em học sinh Lương Thị Bền, lớp 10A. Xin mời em An Lương Thị Bền đứng lên sân khấu. Thưa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, ban chấp xin trân trọng kính mời đồng chí Đàm Thị Biên, Hội trưởng nhà trường sẽ lên trao thưởng cho em học sinh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Chi Lăng đã ban hành quyết định số 103 ngày 23/5/2024 về việc trao giấy chứng nhận cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên lưu động cấp huyện cho các em học sinh Trần Trị Thảo Nguyên lớp 7A và em Huy Hồng Quyên lớp 7A đã đạt giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên lưu động cấp huyện năm học 2023-2024. Xin mời hai em bước lên sân khấu. Thưa quyền của trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Chi Lăng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nông Đình Thanh, Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
cảm ơn đồng chí Lưu Bình Thanh. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học công nghiệp Chi Lăng, em Triệu Gia Mẫn hiện nay đang học sinh lớp 10A, đã xuất sắc đạt thủ khoa với số điểm 39,5. Sau đây xin mời em bước lên sân khấu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Tĩnh An, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao thưởng cho em học sinh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong của trường đã tham gia tích cực các phong trào thi đua và đã đạt được nhiều thành tích đáng được ghi nhận. Các tập thể và cá nhân đã được tỉnh đoàn, huyện đoàn tặng thưởng và đón nhận tại hội nghị tổng kết tại tỉnh đoàn, huyện đoàn. Sau đây tôi xin phép được công bố các khen thưởng. Các khen thưởng tỉnh đoàn, đoàn trường vinh dự được nhận bằng khen của tỉnh đoàn Lạng Sơn. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Đồng chí Dương Thế Bình đã vinh dự được nhận danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2023-2024. Về khen thưởng của huyện đoàn, đoàn trường vinh dự được nhận giấy khen của huyện đoàn Chi Lăng vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2023-2024. 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024 gồm các đồng chí: đồng chí Hoàng Thị Thỏa, phó bí thư đoàn trường; đồng chí Hoàng Thị Vinh Huệ, ủy viên ban chấp hành đoàn trường; và em học sinh Nguyễn Hải Quỳnh, ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Xin một tràng pháo tay chúc mừng thành tích của các đồng chí trên và em học sinh. Liên đội vinh dự nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. Chi đội 7A vinh dự được nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. 03 cá nhân được vinh dự nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024 gồm em học sinh em Mai Xuân Bách chi đội 6A, em Vi Thái Long chi đội 8A và em Nông Thị Thanh Sơn chi đội 8B. Xin được chúc mừng các em. Về khen thưởng của đoàn trường, đoàn trường đã ban hành quyết định số 08 ngày 31 tháng 5 năm 2024 về việc khen thưởng cho học sinh ba tốt cấp trường năm học 2023-2024. Xin được chúc mừng em học sinh Lộc Nguyên Văn lớp 11A. Xin mời em bước lên sân khấu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Thị Kỳ, bí thư đoàn trường lên trao thưởng cho em học sinh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Truyền thống đó, năm học 2024-2025, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều bằng khen giấy khen hơn nữa. Nội dung trao thưởng đến đây là kết thúc. Thay mặt ban tổ chức,
Con xin chúc quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Nguyễn Tư Hiền sẽ tiếp tục chương trình. Và trò trường phổ thông dân tộc nội trú và có sự hiện diện đại biểu của cơ quan đó là ngân hàng Agribank huyện Chi Lăng, thì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Bùi Bích An, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên đánh trống khai trường. Trân trọng kính mời cô. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.
quý, các phụ huynh, giáo viên và các em học sinh thân mến, tiếng chống trường đã điểm, năm học mới đã bắt đầu. Tập thể trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Chi Lăng sẽ quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025. Lễ khai giảng năm học 2024-2025 của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Chi Lăng đến đây là kết thúc. Tổ chức xin cảm ơn sự quan tâm với sự khai giảng của quý vị đại biểu, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trên địa bàn huyện Chi Lăng đã có mặt tham dự buổi lễ để động viên khích lệ thầy và trò nhà trường. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, các đồng chí nhân viên mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, không ngừng tiến bộ. Chúc tập thể nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành tích rực rỡ trong năm học mới. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường sẽ cùng lên phía trên sân khấu để chụp bức hình lưu niệm. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Các em học sinh chúng ta có thể di chuyển vị trí các khoảng ghế vào lớp học của mình.